sai phạm của ông Tất Thành Cang gây thiệt hại 157 tỷ đồng. Quý vị và các bạn đang quay trở lại với trang tin nhanh tin tức dân trí. Công an xác định sai phạm của ông Tất Thành Cang gây thiệt hại 157 tỷ đồng của Văn phòng Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 12 tháng 1, cơ quan cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã hoàn tất kết luận điều tra và chuyển hồ sơ sang Viện kiểm sát nhân dân cung cấp đề nghị truy tố bị can Tất Thành Cang, nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí. Theo nội dung vụ án, ngày 5 tháng 2, 2016 đến ngày 7 tháng 1, 2019, ông Tất Thành Cang, với vai trò là Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, có trách nhiệm giám sát thực hiện dự toán ngân sách Đảng bộ thành phố được Ban Thường vụ Thành ủy thông qua. Việc thực hiện quyết định chủ trương đầu tư các dự án, các công trình, chương trình đầu tư phát triển của Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 5 năm 2017, ông Tất Thành Cang đã phê vào tờ trình của Văn phòng Thành ủy với giá phát hành cổ phần được xác định cụ thể là 40.000 đồng trên một cổ phần cho công ty Nguyễn Kim, cổ đông chiến lược là sai quy định theo luật doanh nghiệp. Theo kết luận, ông Tất Thành Cang phải chịu trách nhiệm với thiệt hại 157 tỷ đồng của Văn phòng Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, tương ứng tỷ lệ sở hữu vốn 16,7% tại công ty cổ phần phát triển Nam Sài Gòn, công ty Sadeco. Theo Thượng tá Phạm Văn Thành, trưởng phòng cảnh sát kinh tế PC03 Công an Thành phố Hồ Chí Minh, đơn vị tiếp nhận điều tra sai phạm tại công ty IPC và công ty Sadeco dựa trên kết luận và kiến nghị khởi tố của thanh tra thành phố. Sau khi tiếp nhận, Công an thành phố đã phối hợp chặt chẽ, thường xuyên với Viện kiểm sát, tòa án đánh giá tài liệu, chứng cứ để xác định vai trò, trách nhiệm của từng cá nhân liên quan trong sai phạm bán 9 triệu cổ phiếu của công ty Sadeco cho công ty Nguyễn Kim không thông qua đấu giá, đấu thầu theo quy định. Trong quá trình điều tra các vi phạm trong việc phát hành cổ phiếu tại công ty IPC và công ty Sadeco, cơ quan cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã phát hiện các dấu hiệu sai phạm liên quan của ông Tất Thành Cang. Ngoài ra, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố 18 cá nhân khác liên quan tới sai phạm tại công ty IPC và công ty Sadeco. Vừa rồi là những thông tin đáng chú ý trong ngày. Quý vị đừng quên bật chuông thông báo kênh tin tức dân trí để không bỏ lỡ những thông tin mới nhất mỗi ngày. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.